Chúng ta đến với phần từ vựng, vocabulary của cái phần nội dung looking back của unit 2 các bạn nhé. Thì trong phần từ vựng này nó có hai bài tập. Trong video này chúng ta sẽ làm bài tập thứ nhất. Bài tập thứ nhất người ta đề nghị mình là gạch chân những cái chữ mà đúng trong mỗi cái câu, mỗi câu sau phía dưới đây. Thì bài tập 1 này nó có 5 câu. Và việc của chúng ta là chọn một trong hai từ mà người ta bỏ trong ngoặc đơn này. Đó, các bạn thấy chưa? Bỏ trong ngoặc đơn này. Đó, ok. Vậy thì bây giờ thầy sẽ dịch cho các bạn, rồi sau đó thầy hướng dẫn các bạn cái việc lựa chọn của chúng ta nha. Tỷ lệ tội phạm cao được xem như là mọi sao các bạn, là gây cái hậu quả tồi tệ nhất. Đó, gây tác động tồi tệ nhất cho cái việc gì cho các bạn? Chắc chắn rồi, đó là sự đô thị hóa, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn vô đây là chúng ta, chứ còn công nghiệp hóa thì sự công nghiệp hóa nó đương nhiên nó cũng liên quan đến tỷ lệ tội phạm, nhưng mà sự đô thị hóa thì cái mặt trái của đô thị hóa là nó liên quan đến cái tỷ lệ tội phạm cao là như vậy. Đó các bạn ha. Rồi, như vậy là có rõ ra là với cái câu 1 này mình hiểu ý người ta viết là cái sự đô thị hóa đó, thì trong đó nó gây ra rất là nhiều cái hệ quả, nhiều cái tác động, nhiều cái hệ quả. Nhưng trong đó cái tỷ lệ tội phạm cao á, là một trong những cái hệ quả mà tồi tệ nhất của cái sự đô thị hóa này nó mang lại. Ý là như vậy các bạn nha. Rồi, câu số 2. Câu số 2 các bạn nhìn này nha. Công nghiệp hóa. Đây này, những khu nông nghiệp hay là những khu công nghiệp. Đó các bạn, vậy thì chúng ta xem tùy vào cái ý ở phía sau này. Đang phát triển nhanh chóng trong những khu vực đô thị. Đó. Vậy thì trong những khu vực đô thị mà cái gì đang phát triển nhanh chóng? Chắc chắn là những cái khu công nghiệp rồi, chắc chắn rồi, đúng không? Đây, industrial zones này á, là những khu công nghiệp thì đang phát triển rất là nhanh chóng trong những khu vực đô thị, là nó hợp lý, nó phù hợp với cái nghĩa, đúng không nào? Câu số 3. Các bạn để ý này, more and more là cái cấu trúc mà chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, và không phải sẽ mà chúng ta đã gặp rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lên lớp 12 rồi thì các lớp dưới là chắc chắn chúng ta gặp nhiều rồi. Thì trong câu này là chúng ta vẫn hiểu nó là ngày càng nhiều. Đó, các bạn cứ nhớ cho thầy, đụng đến more and more là ngày càng nhiều. Rồi, ngày càng nhiều cái gì? Là ngày càng nhiều người đang di cư. Đó, ngày càng nhiều người di cư đến đâu? Đến đô thị hay là đến nông thôn nha. Đến những khu vực nông thôn hay là đến với những khu vực đô thị, thì tùy vào phía dưới này. Đây, để tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn. Thế thì các bạn tưởng tượng, các bạn học cái sự đô thị hóa rồi đúng không nào? Thì chỉ có nhiều người họ tìm đến các khu công nghiệp, đến thành phố, đến đô thị để họ tìm việc làm tốt hơn đúng không? Thì chỉ có đến những nơi công nghiệp này, đó, đến những nơi đô thị này, urban này các bạn ha. Đó, cái urban areas là những khu đô thị thành phố đó. To look for better job opportunities. Ok, câu số 4 các bạn nhìn đây này, fallen hay rising nhá, đây là giảm hay là tăng này nhá. Thì chúng ta xem the cost nha các bạn nha, the cost of living là chi phí sinh hoạt đó các bạn, hay còn gọi là chi phí sinh hoạt, là giá cả cuộc sống, là chi phí sinh hoạt thì nó hợp lý hơn, thì nó sát nghĩa hơn. Đó, chi phí sinh hoạt trong những thành phố lớn, đó, giá cả sinh hoạt, chi phí sinh hoạt đó đang như thế nào? Một cách nhanh chóng đột ngột này, một cách đáng kể đột ngột này, trong hơn nhiều năm qua, điều này đã gây ra cái gì các bạn? Rất nhiều khó khăn cho những người thu nhập thấp. Cái low income là thu nhập thấp, mà low income people là những người thu nhập thấp.
Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho những người thu nhập thấp, đúng không? This has caused a lot of difficulties for low income people. Thế thì chắc chắn là tăng cao rồi, đúng không nào? Giá cả tăng cao mới làm cho đời sống của người ta khó khăn, đúng không? Rồi vậy thì các bạn những cái câu này các bạn cũng có thể luyện nói các bạn ha, tập nói để sau này các bạn có thể nói một cách rất là trôi chảy lưu loát tiếng Anh, đúng không? Các bạn có thể gấp sắp lại, các bạn tưởng tượng ra mình muốn nói cái câu là chi phí sinh hoạt tăng cao ở các thành phố lớn thì nó gây ra nhiều khó khăn cho những người thu nhập thấp, đúng không? Thì mình tưởng tượng the cost of living in big cities has risen hay là risen dramatically over the past years. This has caused a lot of difficulties for low income people. Đó, các bạn cứ từ từ, các bạn nói chậm rãi, từ từ, chậm rãi, từ từ thì các bạn sẽ phát triển. Rồi, chúng ta đến với câu cuối cùng của bài tập số 1. Cái the talk là cái buổi nói chuyện các bạn, cái cuộc nói chuyện đó, chúng ta cứ hình dung như vậy là quá dài và nhiều thông tin, cái overloaded là quá nhiều các bạn, quá tải đó. Nó như vậy là the talk was long and overloaded. Cái cuộc nói chuyện quá dài và quá tải, quá nhiều. Mà sao các bạn? Mà nó lại không có cái gì. Nó là cái thông tin của nó, cái useless information là những cái thông tin nó không có ích gì hết, nó không có lợi ích gì hết. Đó. Cái useless information. So I switched off. Các bạn chọn cái thời switch off là gì? Là mình không còn chú ý đến một cái điều gì nữa, hay là mình không chú ý cái người ta đang nói nữa. Người ta hay dùng như vậy. Cái định nghĩa này, cái switch off là stop giving your attention to someone or something. Có nghĩa là mình không còn chú ý ai nói, hay không còn chú ý một cái gì đó. Có nghĩa là quá dài và quá mệt mỏi, quá lâu á, quá tải đó, thì mình không chú ý nữa. Thì vậy thì mình chọn cụm từ này, switch off. Cái cụm từ nó là có nghĩa là như vậy các bạn nha. Rồi, như vậy là cái bài tập số 1 của cái phần vocabulary thì chúng ta cũng đã làm xong. Và hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 ấy cũng liên quan đến từ vựng và việc chúng ta lựa chọn những cụm cho nó phù hợp với 5 cái câu trong cái bài tập này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn học các video mà các bạn thích, và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Chào các bạn nhé.